Dạ em xin mến chào đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc. Và Ngọc mến chúc đại gia đình của mình có những giây phút xem video thật là thú vị và vui vẻ nha. Thì bữa hôm nay em có một cái bí quyết đặc biệt muốn chia sẻ với đại gia đình của mình về một cái câu chuyện vui. Cái bí quyết để giữ cứng lâu khi mà làm chuyện gì đây? Và cái câu chuyện này tại sao mà có cái tiêu đề thú vị và hấp dẫn đến như vậy? Thì câu chuyện này là cái câu chuyện mà có hai nhân vật, đó là cái ông chú với lại cái cô này. Hai người lớn tuổi rồi, như là dạng như 50-60 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Đôi khi là mấy cái chuyện ABC đó cũng không còn, như nó yếu quá rồi. Đó thì cái ông này nè, nhiều khi ông chú này nè, nhiều khi cũng có con có cái nhau rồi, hay chồng trời con cái lớn hết trơn rồi. Thì đôi khi cũng thương thương cái bà vợ, thì ổng cũng lại ổng mò mẫm ông thương thương bà vợ vậy đó. Nhưng mà của ổng chuẩn bị là cái bằng nó đứng lên, đứng thẳng lên, cái tự nhiên nó xìu xuống. Cái nhiều khi là ổng cũng cảm thấy rất là buồn mà rất là bực, mà bây giờ biết sao rồi. Nhiều khi là ổng cũng cố gắng ổng đứng lên thẳng, cái tự nhiên nó cũng xìu xuống. Rồi cái bà vợ cũng buồn, mà hai vợ chồng thì như buồn nhìn nhau tâm sự thôi, như là nói chuyện tâm sự giống như hai người bạn vậy thôi, chứ mà không có làm ăn gì được hết trơn. Trời, làm không được nhưng mà ăn thì được. Cho nên là cái hai vợ chồng này không có dám nói với con cái, nhiều khi nói ra tụi nó cười mình sao, đâu dám nói đâu. Thì đến một cái ngày nọ, cái ông chú này nè, thì ổng có một cái thằng cháu nội, thì ổng cũng đang nằm trước nhà, thì nhà có hai cây mít á, thì ổng mới giăng hai cái chiếc võng hai bên để ổng nằm ổng đu toàn ten, ổng ngồi ổng nhắm chăn ngắm cảnh, tại vì ổng buồn quá. Thì ổng mới nhìn thấy thằng cháu nội mình, nó cũng như là nó đang ngồi dưới đất á, thì ổng biết là nó chơi trò chơi gì mà ngộ lắm. Nó lấy cái tay á, nó lấy cái cây á, nó đào cái con trùng ở dưới đất lên. Cái xong rồi á, ổng thấy cái con trùng nó quăng quéo quéo vậy nè. Cái tự nhiên hồi nữa cái nó lấy con trùng dưới đất lên, nó chơi xong rồi đã đời á hả, rồi nó nhét con trùng trở lại vô cái lỗ đó. Hồi nãy nó lấy con trùng lên thì bây giờ nó nhét con trùng xuống đất, mà cái con trùng á, lúc mà lấy lên thì nó quăng quéo quéo, tự nhiên lúc mà nó nhét xuống làm sao mà nó nhét hay thiệt, nó nhét làm sao mà vô cái lỗ mà tao nói con trùng tự nhiên thẳng đứng vậy nè, tự nhiên cứng ngắc rồi nhét đẩy vô đó. Cái tự nhiên cái ổng thấy ủa trời đất ơi, sao thằng cháu nội mình nó thông minh quá ta. Cái ổng mới nãy ra kia định là ổng hỏi nó: con ơi, sao mà con hay quá vậy, trời ơi cháu của ông sao mà thông minh quá con, mà sao mà con có thể nhét được cái con trùng nó mềm xèo, nó nhăn qua quăng lại gì mà con nhét vô cái này được, mà con làm sao con trùng nó cứng mà nó có thể nhét vô cái lỗ ra được vậy hay vậy. Thì bắt đầu là cái thằng cháu nội mới nói: dạ thì cũng dễ lắm ạ, con lấy cái cân trùng á, cái con mới kéo thằng kéo cằn nó ra, cái con mới lấy keo xịt tóc của má con á, con xịt đầy lên cái con trùng, cái tự nhiên con trùng nó bị dính keo xịt tóc, cái nó thẳng đứng ra, cái con mới lấy con nhét lại vô cái lỗ bình thường cho con trùng nó chui vô hang. Thì bắt đầu là cái ông này ổng suy nghĩ ra cái chuyện này với lại cái chuyện của ổng. Trời đất ơi, ổng với bà vợ ổng tự nhiên phát hiện ra một cái phương thuốc đặc biệt để trị bệnh cho ổng rồi. Tự nhiên ổng mừng quá, cái ông cười, ông nói: trời ơi, trời ơi, cháu nội của ông ơi, trời ơi, con là cứu tinh của ông nội đó con ơi, cục vàng cục cưng của ông nội, trời đất ơi, sao con thông minh quá, con hơn cha là nhà có nóc nha, con hơn cha là coi như là phước ba đời, mà con còn hơn ông nội nữa, trời ơi, con quá trời rồi, quá dữ luôn. Cho nên là ông nội thương con lắm, cho nên ông nội cho con 5.000 đi mua cà lem ăn nha con, mua ăn liền đi. Thì ổng mới mừng quá, ổng mới nghĩ ra cái chuyện này nó có liên quan tới cái chuyện của ổng. À, thì cái chuyện mà ổng với bả đang rầu rĩ hổng rài, bắt đầu ổng mới vô, ổng tìm bả liền. Bà ấy, bà, thì bả đang ngồi đứng ở dưới bếp á, ổng mới nói: bà vô phòng đi, vô phòng hai đứa mình đi, tôi có chuyện này tôi muốn nói cho bà nghe, tôi mới phát hiện một bí mật động trời. Thì bắt đầu bả mới nghe: trời trời, bí mật gì mà ghê vậy, được rồi tôi đi vô theo ông nha. Ổng với bả mới vô phòng, đóng cửa lại, trời đất ơi sợ mấy đứa cháu nó nghe kỳ lắm. Thì ổng bắt đầu ổng mới nói: bà đứng đây bà chờ tôi nha, để tôi làm liền lập tức, tôi phát hiện ra cái này hay lắm, để tôi hữu hiệu lắm, để tôi có cách rồi, tôi sẽ làm cho bà vui. Đầu ổng chạy ra, ổng lấy keo xịt tóc của thằng cháu ổng á, cái bắt đầu ổng mới đem vô. Thì ổng mới nói, ổng mới cứ bằng cưng nựng bả, thì bắt đầu là ổng mới làm đó, ổng mới làm, ổng mừng bả. Thì trong lúc ổng mừng bả thì tới cái giai đoạn mà đặc biệt cao trào đó, thì bắt đầu ổng lấy keo xịt tóc của ổng ra đó, thì ổng mới xịt trên cái của ổng, xịt keo xịt tóc lên, cái của ổng tự nhiên nó đứng thẳng lên. Thì bắt đầu ổng mới làm,
ổng làm bả, làm cái kỳ này là nó không có đứng mà xìu, đứng xìu nữa mà nó đứng thẳng luôn đó, nó bị keo xịt tóc xịt lên nó cứng ngắc luôn, giống như con trùng hồi nãy vậy đó. Thì bắt đầu ổng làm, trời bả nói trời trời trời, bí mật động trời của ông là cái này hả, hay à nha, có lý à, sao tụi thấy ông khá quá. Ừ, bả coi vậy bả thích rồi. Cái ổng mới nói là thời trời đất ơi, bà biết tại sao mà tôi được như vậy không, là do là tất cả mọi chuyện là nhờ có thằng cháu nội của mình đó, bà biết không. Trời, bà mới nói trời trời, cháu nội mình hả, nó sáng kiến ra cái này hả, trời hay vậy, trời nó cứu ông bà nội đó rồi. Trời ơi ông ơi, cháu nội mình thương quá, ông làm ơn nha, ông lấy 7,000 này ông cho nó ngay lập tức thưởng nóng liền, cho nó để nó mua cà lem nó ăn. Trời ơi, nhân tài của đất nước chứ không dẫn chơi đâu nghe không. Cái ổng mới chạy ra, ổng kiếm thằng cháu nội. Ổng mới nói, ổng cũng xong xuôi rồi, ổng cũng như ngon lành rồi. Thì à, kỳ này ổng có cái cách rồi. Ổng mới ra, ổng nói, cháu nội, để ông cho con 7,000 nha, bà nội cho nè. Bà nội thưởng cho con đó, là con có sáng kiến hay quá bây giờ á. Con đi mua cà lem con ăn đi. Thì cái thằng cháu nội nó nói, dạ. Ủa gì chứ con đang làm cái gì đó? Dạ, con đang nghiên cứu ạ. Trời ơi, con nghiên cứu gì vậy? Con dạ con đang nghiên cứu cách á, nào để làm cho con trùng á, khi mà mình tháo cái lớp keo xịt tóc này ra nè, mà con trùng á, nó không có bị mất da, mà khi mà nó đứng gần nó bị lột da đó ông nội, mà khi mà đứng gần lửa thì nó dễ bị bốc cháy. Trời đất ơi, ổng nói trời trời dữ vậy hả, trời đất ơi cái gì mà lột da hả con, chết rồi chết tao rồi mẹ ơi, trời đất ơi cái gì mà đứng gần lửa bốc cháy nè, ghê vậy, rồi nó xuất da rồi đau nữa, rồi hả tao nói chảy máu luôn. Kêu nó là ổng mới nói trời 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 chết rồi con ơi, trời ơi mày làm ơn làm phước, mày làm ơn mày nghiên cứu lập tức cho tao cái cách nào để mà gỡ cái keo xịt tóc này ra nha. Trời ơi chứ không thôi là chết ông nội rồi con ơi. Trời ơi kỳ này là chết tao rồi, trời ơi, cái gì mà xuất da rồi cái gì mà bị đứng gần rồi bị bốc cháy nó, trời ơi ghê vậy, trời ơi ghê vậy con, sao mà bây giờ làm sao con suy nghĩ giùm ông nội nha con. Trời ơi chứ ông nội kỳ này là ông nội chết chắc rồi con ơi. Kỳ này là ông nội chết chắc rồi, thì kêu bằng là ông nghĩ là được ông nghĩ là cái đứa cháu nội của ổng á nó thông minh đến độ mà nó suy nghĩ ra, tôi nói một cái phương thuốc đặc biệt, cái cách để trị cho ổng, mà còn bây giờ ổng là cái giờ kêu bằng là vô tình, bây giờ ổng kêu bằng là ổng cũng biết cách nào để tháo gỡ được cái keo xịt tóc này ra, có thể là nó sẽ dính keo xịt tóc này suốt đời luôn cũng không chừng. Hậu quả là tôi nói khó lường nha. Đây là một cái câu chuyện vui mà Ngọc sưu tầm được, thì Ngọc mong muốn đem những cái câu chuyện vui như vậy để gửi đến cho đại gia đình của mình, và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã xem hết cái clip kể chuyện của Ngọc, và mến chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo, và mọi người ơi nhớ like đăng ký kênh ủng hộ giùm cho em nha. Xin cảm ơn và xin chào mọi người nha. Bye bye.